Xuân Quyên và Jennifer rất vui gặp lại quý vị ngày hôm nay trong chương trình In Your Skin, với chủ đề đặc biệt ngày hôm nay đó chính là cái quá trình tiền mãn kinh của phụ nữ cũng như là những cái vấn đề người phụ nữ của mình gặp phải. Xin chào Jennifer. Hi chị and hello everyone. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình In Your Skin. Thưa quý vị, nói về săn sóc làn da và chăm sóc sức khỏe đó, thì có nhiều lúc khi mà mình càng lớn tuổi đó, mình cũng mất rất là nhiều nutrients trong cơ thể của mình. Rồi. Thì những sản phẩm của Forever Be More hồi đó giờ cũng giúp làm đẹp da cũng như chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài. Yeah. Đúng vậy, thì ngày hôm nay Jennifer và chị Xuân Quỳnh cũng muốn share với quý vị là một sản phẩm cũng rất là popular của Forever Be More. Đó là một cái loại thuốc viên, đó gọi là thuốc DHEA. Quý vị khán giả biết không, mà Jennifer cũng biết đó là con người của mình, cái quá trình lão hóa là cái quá trình mà mình phải đối diện, mình không thể nào mà mình tránh khỏi, ai rồi cũng phải già đi. Jennifer có công nhận điều đó hay không? Nhưng mà đến khi mà mình già đi thì mình cũng có cách mình làm, chứ nhất là mình làm giảm đi cái quá trình lão hóa đó, phải không ạ? Thì ngày hôm nay Xuân Quỳnh và Jennifer muốn gửi đến quý vị khán giả sản phẩm có tên là DHEA. Thì nói về những cái benefit, những cái tác dụng của cái sản phẩm này, vì sao mà công ty Forever Be More muốn gửi đến quý vị sản phẩm này hôm nay? Bởi vì quý vị khán giả biết không, DHEA nó là một cái hormone nội tiết tố sinh dục nữ mà nó đã có sẵn trong cơ thể của mình rồi. Nó được sản xuất ở tuyến thượng thận, nhưng mà theo khi mà mình càng ngày mình càng lớn tuổi đó, thì cái chất này trong cơ thể của mình nó càng ngày nó càng giảm đi. Và bắt đầu á, cái nhà nghiên cứu khoa học cũng cho biết là bắt đầu sau cái độ tuổi 30 đó, thì cái chất DHEA này á trong cơ thể của mình nó giảm đi. Và đó là lý do vì sao á mà làn da của chúng ta nó bắt đầu khô nè, rồi ngoài ra chúng ta còn gặp phải nhiều cái vấn đề khác nữa về tâm lý nữa, giống như là mình thấy là đôi khi mình cũng cảm thấy là mình dễ nóng tính hơn, phải không? Đúng rồi. Jennifer thấy đó là khi mà mình càng lớn tuổi, tại vì cái cơ thể của mình nó thay đổi rất là nhiều, không phải là trong làn da của mình không, nhưng mà mình không còn tiết ra những cái loại hormone mà nó có thể giúp mình là có sức khỏe, có năng lượng nữa. Đúng rồi. Cái quá trình nó sản xuất nó bắt đầu giảm dần, mặc dù á đôi khi mình ăn nhiều hơn trước đó, nhưng mà những cái loại hormone này, những cái loại hormone mà cần thiết cho cơ thể của mình thì nó lại bắt đầu giảm đi. Và cái người ta cũng cho biết đó, các nhà nghiên cứu khoa học cũng có một cái nghiên cứu là có hai nhóm người, thưa quý vị, một mỗi nhóm người thì có 100 người. Thì họ nghiên cứu, họ cho thấy rằng 100 người mà họ sử dụng cái thuốc mà có chất DHEA này và 100 người kia đó hoàn toàn không sử dụng đó, thì có một cái sự khác biệt giữa hai cái nhóm người này. Đó là sau 12 năm, cái nhóm người mà thường xuyên mỗi năm đều sử dụng thuốc DHEA á, thì sau này á, họ những mặc dù họ cũng có già đi, bên ngoài thì họ nhìn cũng già đi đó, nhưng mà cái cơ thể, cái sức khỏe của họ bên trong á thì họ vẫn như 12 năm trước và thậm chí còn khỏe hơn. Còn đối với cái nhóm người thứ hai đó, Jennifer, không hề sử dụng cái nhóm thuốc DHEA đó, thì 60% của họ là đều qua đời rồi. Oh wow, that's intense. Đó là cái lý do tại sao á mà mình nắm được là đây cũng là một cái chất, bản chất của nó đã có sẵn trong cơ thể của mình rồi, nhưng mà nếu mà mình mất đi cái chất này theo thời gian đó thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe của mình. DHA là một trong những cái hormone mà đã có trong cơ thể của mình rồi, nhưng mà giống như Jennifer và Xuân Quỳnh chia sẻ với quý vị đó, thì mình càng lớn tuổi, especially qua cái tuổi 30 đó, cái cơ thể của mình nó không còn nội tiết ra những cái loại hormone đều đặn nữa. Và khi mà mình không có những cái loại hormone đó đó, quý vị sẽ thấy đó là mình già đi rất là nhanh. Đầu tiên là mình sẽ bị giống như anxiety, mình sẽ bị lo lắng và mình hay nổi giận nữa. Nhiều khi mình cũng thông cảm, là bây giờ mình mới hiểu là tại sao mẹ của mình cũng hay nổi giận, phải không? Tại vì đặc biệt là những người phụ nữ mà bước vào cái quá trình mà mãn kinh đó, Jennifer, thì cái lượng DHE trong người này nó càng giảm hơn nữa. Và DHEA á nó cũng là cái chất mà nó sản xuất ra estrogen cho người phụ nữ của mình. Và thưa quý vị, estrogen là một cái thành phần trong cơ thể của mình, là một cái hormone rất là quan trọng. Đầu tiên, estrogen nó sẽ giữ gìn cái làn da của mình cho trẻ trung. Khi mà mình mất cái chất estrogen đó rồi đó, thì đầu tiên là cái hormone, cái sex drive của mình nó lại giảm xuống nữa. Và mình cảm thấy rất là khó chịu, và mình sau khi mình giảm cái estrogen đó, thì từ từ mình sẽ qua là menopause, là theo tiếng Việt là mãn kinh. So nếu mà quý vị bị những cái symptoms giống như là bị, nó gọi là hot flash, nóng trong cơ thể, từ nó phát ra từ đâu? Đúng rồi, từ bên trong người của mình, hoặc là bị những người phụ nữ mà họ bước vào cái quá trình mãn kinh đó, thưa quý vị, bị mì khô âm đạo, hoặc mình bị mất ngủ về đêm, và thậm chí đó là bệnh mình giảm đi cái khả năng trí nhớ của mình nữa, thì cái đó là một trong những cái
kết quả của cái việc mà thiếu hụt DHEA trong cơ thể của mình. Quý vị thấy trên màn hình đó là cái sau từ cái tuổi 20 đến 40 đó là cái hormone, là cái estrogen hormone level của mình là nó gọi là peak, là nó cao nhất trong cơ thể của nhiều phụ nữ. Sau khi tuổi 50 đó, quý vị sẽ thấy là cái chất estrogen nó giảm gần 50% nữa. Và sau tuổi 50 đó, mỗi năm nó sẽ giảm xuống nhiều hơn, tới tuổi 80 cái chất estrogen nó không còn trong cơ thể của mình nữa. Và Jennifer nhắc lại estrogen nó rất là quan trọng, nó là trong những cái 50 cái hormone trong cơ thể của mình mà sẽ giúp cho mình khỏe khoắn trong đầu óc của mình và đúng trong rồi. Sức khỏe mình luôn. Nói về công dụng của DHEA á, thì nó có rất là nhiều công dụng, và công dụng chính của nó đó là việc cái sử dụng cái hormone này đó, thưa quý vị, là nó cho phép tác động tích cực lên cái độ dày của lớp biểu bì, giúp cung cấp độ ẩm, độ rạng rỡ và sản xuất bã nhờn cho cái làn da của mình. Nó cùng làm giảm đi là sự xuất hiện của các nếp nhăn nữa. Dạ. Cái DHEA á, khi mà mình uống vào nó có rất là nhiều lợi ích cho cả nam và nữ luôn. Giúp đặc biệt những người phụ nữ mà thích có là năng lượng đi exercise á. Có nhiều lúc mình không có, mặc dù mình muốn đi nhưng mà cái cơ thể của mình nó không có, nó rất mệt mỏi. Đúng rồi, mặc dù là đôi khi đặc biệt là Xuân Quỳnh cũng có nghe mẹ mình nói, mẹ của Xuân Quỳnh đang trải qua cái thời kỳ mà mãn kinh đó, thì mẹ có nói là nhiều khi mẹ cũng muốn đi tập thể dục nhưng mà cảm thấy rất là mệt mỏi, nhiều khi mình ngủ dậy đó, mẹ không có muốn đi tập thể dục chút nào á. Hoặc là Jennifer cũng nghe khi mà mình qua cái tuổi mãn kinh á, thì sáng mình dậy đó, cái đầu óc của mình nó rất là, nó gọi là foggy, mình không có nghĩ thẳng được, hay là nó rất là mờ, nó gọi là foggy á. Đúng rồi. Đó là lý do tại sao mà rất là cần thiết để mà mình cung cấp DHEA cho cơ thể của mình. Như Xuân Quỳnh và Jennifer có chia sẻ, đó là DHEA là một cái hormone mà gọi là tiền hormone, nó có sẵn trong cơ thể của mình rồi. Và cái độ và cái sản xuất cao điểm của nó nhất là vào độ tuổi 25. Nhưng mà khi mà quý mình trải qua càng ngày càng lớn tuổi thì nó càng giảm dần. Và khi mà mình ở độ tuổi 70 đó thì cái lượng DHEA trong cơ thể của mình nó chỉ còn 10% thôi. Thì cái loại thuốc viên này công ty Forevermore cũng đã bán rất là nhiều năm rồi. Và đặc biệt những người phụ nữ và những người nam mà khoảng 35 tuổi trở lên mà bắt đầu thấy cái sự lão hóa trong cái cơ thể và sức khỏe của họ đó, DHEA là một cái loại thuốc viên rất là dễ uống và tốt cho sức khỏe của mình. Thì thưa quý vị, DHEA ở ngoài thị trường thì yes, nó cũng có rất là nhiều loại, nhưng mà DHEA trong cơ thể theo khoa học đó, mình chỉ cần khoảng là 20 đến 50mg thôi. Nhưng mà cái đó cũng là hơi nhiều rồi. Thì bởi vì vậy công ty Forevermore làm dự đủ cho quý vị, đó là 25mg mỗi viên. Và quý vị chỉ cần uống là mỗi ngày một viên thôi. Và khi mà mình uống vào cái loại thuốc DHEA của Forevermore đó, mình không mất cần chờ nhiều ngày mà thấy hiệu quả. Trong vòng mấy ngày thôi là mình sẽ thấy cái sự khác biệt, especially cho những người phụ nữ mà sáng họ dậy họ mệt mỏi và họ khó chịu đó, thì DHEA trong vòng vài ngày là quý vị thấy hiệu quả rồi. Một trong những cái benefit, một trong những cái công dụng mà khi mà sử dụng DHEA á, mà Xuân Quỳnh thích nhất đó, đó là giúp tăng cường cái hệ thống miễn dịch của cơ thể mình. Thì Jennifer biết đó là đôi khi á, sức khỏe nó mới có tốt á, thì làn da mình mới đẹp. Mà mình có sức khỏe thì mình mới có khả năng mình đi làm này nọ, phải không Jennifer? Mà một trong những cái công dụng của DHEA nó chính là tăng cường cái hệ miễn dịch trong cơ thể của mình. Là cái hệ miễn dịch rất là quan trọng, especially trong cái thời buổi này mà mình ra ngoài mình tiếp xúc với lại người ta nhiều. Cái hệ thống miễn dịch của mình khi nó khỏe đó thì mình có thể phân đối những cái như việc ung thư, những đúng cái việc bệnh diseases. Một cái như Jennifer thấy là hiện giờ những người ta đó họ ở lâu hơn hồi đó nữa, tại vì họ có những cái loại thuốc như DHEA để họ bổ sung. Đúng rồi đó Jennifer, Xuân Quỳnh có đọc một bài báo á, là nước Mỹ người ta thống kê thấy á, là người Mỹ đó càng ngày họ càng sống lâu hơn hồi xưa. Là mình cũng công nhận là nền y tế của nước Mỹ thì rất là hiện đại rồi. Ngoài ra thì cái việc mà những bây giờ người ta đã nhận thức được cái cách ăn uống á, nó healthy hơn, nó khỏe mạnh hơn, và họ đã nhận ra là cái sức khỏe nó cũng quan trọng hơn. Do đó là Xuân Quỳnh thấy là có rất là nhiều người bắt đầu ăn uống rất là healthy rồi đi tập thể dục này nọ nữa. Jennifer thấy khi mà mình có một cái healthy lifestyle là mình exercise, mặc dù mình đi bộ cho 15 phút thôi mỗi ngày, nó cũng tốt cho sức khỏe mình nữa. Mình ăn kỹ hơn và mình uống những cái loại supplements mà đúng là supplements sẽ nó tăng những cái chất bổ trong cơ thể của mình á, thì quý vị sẽ thấy là mình
sống lâu dài hơn. Đúng rồi đó thưa quý vị. Và Jennifer có công nhận á, là khi mà càng ngày mình càng lớn tuổi đó thì cái hệ miễn dịch, hệ thống miễn dịch trong cơ thể của mình nó càng ngày càng suy giảm phải không? Dạ đúng, nên mình có thể dễ bị bệnh hơn. Và khi mà mình bị bệnh hay là mình bị giống như những cái bị cảm nó còn mất nhiều thời gian hơn ngày trước nữa. Mẹ có nói á, là hồi trước đó lúc mà khi mà mẹ Xuân Quỳnh còn trẻ đó, lúc mà 20 mấy tuổi đó mà bị cảm hay bị hắt hơi sổ mũi á thì chỉ cần nhiều khi không cần uống thuốc nó cũng hết. Mà ở độ tuổi của mẹ Xuân Quỳnh đó thì á, nhiều khi nó kéo dài cả tuần nữa. Cái đó là lý do vì sao, tại vì cái hệ thống miễn dịch trong cơ thể của mình nó càng ngày nó càng suy giảm. Mà nếu mà mình không ngay từ bây giờ mình phải chăm sóc, mình phải ăn uống, tập luyện á, và cung cấp những cái supplement cần thiết cho cơ thể của mình đó, thì cái hệ thống miễn dịch của mình nó càng ngày càng suy giảm và nó càng ngày còn dễ mắc bệnh nhiều chứng bệnh khác nữa. Dạ Jennifer biết á, là có rất là nhiều quý khách mà họ lớn tuổi rồi, thì một ngày Jennifer thấy đó, là họ uống rất là nhiều loại thuốc viên, họ uống vitamin C, cũng có những cái loại vitamin mà có thể giúp tăng cái hệ thống miễn dịch của họ đó, thì họ phải uống rất là nhiều. Nhưng mà Jennifer thấy đó là nếu mà quý vị đánh vào một ít số thuốc thôi mà nó có thể giúp tạo ra những cái loại vitamin khác trong cơ thể của mình một cách tự nhiên đó, thì mình không có cần tốn tiền và tốn thời gian và sức khỏe của mình với những loại thuốc khác. Khi mà mình bị trầm cảm á, là như mình bị depression hay anxiety đó, có nhiều lúc tại vì mình mất những cái hormone trong cái cơ thể của mình, trở lại nó tạo ra, nó bị thiếu những cái chất quan trọng trong cái brain của mình, trong cái não của mình. Sau khi quý vị có thể phục hồi lại những cái chất hormone đó đó, quý vị sẽ thấy là từ càng ngày mình sẽ càng đỡ bị anxiety, mình đỡ bị trầm cảm và mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Và trong một nghiên cứu mới nhất của L'Oreal cũng đã chỉ ra rằng thưa quý vị, là khi mà mình thoa cái chất DHEA này trên cái làn da của mình thì nó có thể có tác động lên một số cái quá trình sinh lý của tuổi trẻ. Những nghiên cứu quan trọng cũng chỉ ra rằng thì cái chất DHEA này đó thưa quý vị, nó có hoạt động tích cực trên lớp hạ bì và lớp biểu bì, và khi mức độ hormone giảm thì da thì chắc chắn là nó sẽ mất nước nè, estrogen nó cũng mất đi, nó sẽ làm tăng cái quá trình lão hóa này lên. Thì do đó khi mà quý vị cung cấp chất DHEA cho cơ thể thì nó sẽ làm chậm đi cái quá trình lão hóa và cải thiện cái tình trạng sức khỏe của mình. Dạ, so cái cách uống DHEA đó, quý vị chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi. Mỗi hộp vậy đó thưa quý vị đi là 90 viên. Thì 90 viên vậy quý vị có thể uống là tới 90 ngày lận. Jennifer recommend mình uống vào bữa sáng, tại vì DHEA nó cũng tạo ra những cái hormone mà có thể tạo ra năng lượng cho sức khỏe của mình á. Jennifer recommend mình xài ban ngày. Thì sáng quý vị ăn sáng xong, Jennifer recommend là mình uống một viên vào. Thì cái này là một cái loại supplement mà quý vị có thể an tâm mà uống mỗi ngày. Một cái đặc biệt của cái DHEA đó là nó hoàn toàn không có những cái hóa chất mà độc hại. Đầu tiên nó là sugar free, so những gì mà bị tiểu đường, quý vị không có cần lo lắng mà uống vào, tại vì trong đây nó hoàn toàn không có đường. Nó cũng không có chất lactose nữa, so nếu mà mình bị sensitive với lại những cái chất béo hay là những cái chất giống như là cả sữa đó, quý vị cũng không có cần lo nữa. Và cái này là có thể những như ăn chay họ có thể uống vào và không có cần lo, tại vì nó gọi là nó làm từ cái vegetable cellulose, so cái viên ở ngoài mà giữ gìn cái thuốc ở trong á là nó làm từ cái chất vegetable. Do đó mình có thể an tâm, những người ăn chay cũng có thể an tâm sử dụng mà mình không có phải lo là mình có sử dụng được hay không. Thưa quý vị, một cái này là cái DHEA á, khi mà có nhiều quý vị hỏi là cái sản phẩm này sản xuất ở đâu, cái này là sản xuất ở một cái nhà hãng GMP certified ở USA lận. So cái sản phẩm này là làm từ bên Mỹ, không phải là bên Nhật Bản, cũng không phải là những nước khác, nhưng mà bên Mỹ. So quý vị có thể an toàn mà uống vào mỗi ngày. Và DHEA không phải là mới đây công ty Forever Biomore đã có. Công ty Forever Biomore đã có này cũng cần 3-4 năm rồi. Và mỗi năm quý vị cũng có trở lại và mua cái hàng DHEA lại, tại vì họ thấy cái hiệu quả trong đó. Đúng rồi. Và quý vị khán giả biết không, cái chất DHEA này á, là đã được các nhà nghiên cứu khoa học của Mỹ mình nghiên cứu từ rất là lâu rồi. Mặc dù là ở những cái nước châu Á khác đó, thì quý vị cũng biết là nước Mỹ là một trong những cái nước mà đi đầu về các khoa học, về y tế. Họ rất là tìm hiểu ra được những cái phương pháp khoa học mới nhất
là nước Mỹ DHEA họ đã tìm ra được từ rất là lâu rồi, và trên rất là nhiều người Mỹ họ đã biết và họ đã sử dụng cái chất này từ rất là lâu. Thì công ty dược mỹ phẩm Forever Biomore đã lựa chọn một công ty để mà mình cung cấp cái sản phẩm này đến với cái người cộng đồng của mình tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt của mình. Dạ, khi cô Ngọc Nhi tìm hiểu đến cái chất DHEA đó, mục đích của cô đó là cũng muốn đem những cái phương pháp mà cô Nhi Mỹ đã có về sức khỏe và về làn da mang đến cho thị trường Việt Nam của mình. Tại vì quý vị cũng biết rồi, ở ngoài thị trường nó có rất là nhiều loại thuốc, từ nhân sâm, từ linzy, rất là nhiều. Mà Xuân Quỳnh từng chứng kiến một bác là bác có uống hơn 10 viên thuốc. Thì Xuân Quỳnh có hỏi thì bác uống là nấm linh chi nè, rồi Fucadon, rồi đông trùng hạ thảo, rồi rất là nhiều cái loại dược thảo khác nhau. Mà quý vị khán giả biết không, nhiều khi mình uống như vậy, nhiều như vậy mình không có biết chất nào thực sự nó tốt cho cơ thể của mình. Thì với cái loại thuốc đi, và phải là loại chất thiệt hay không nữa. Đúng rồi. Và với cái thuốc dược thảo DHEA ngày hôm nay, nó là một trong những cái chất gọi là tiền hormone có sẵn trong người của mình rồi. Nó rất cần thiết cho cơ thể của mình. Nhưng mà chẳng qua là trong cái quá trình càng ngày mình càng lớn tuổi đó, thì cái lượng DHEA này trong cơ thể nó bắt đầu nó giảm đi. Do đó mình cần phải cung cấp để mà tiếp tục mình duy trì cái hệ thống miễn dịch của cơ thể mình. Và cũng như những loại thuốc đó, Jennifer cũng recommend quý vị có thể tìm hiểu thêm về những cái thành phần trong cái sản phẩm này, và hỏi thêm về cái physician của mình hoặc là doctor của mình. Of course, những loại thuốc nào đó mình cũng phải uống vừa đủ thôi. Mình uống nhiều quá nó cũng sẽ có trở lại hại cho sức khỏe của mình. So giống như cái comment trên đây Jennifer thấy trên Facebook Live á, là một cô đó cũng nói là mình uống nhiều quá cũng không có tốt cho sức khỏe của mình. Jennifer recommend là mình phải 18 tuổi trở lên. Tốt nhất là sau 30 tuổi, 25 hoặc 30 tuổi mình hãy nên uống. Tại vì bắt đầu sau 30 tuổi á, thì cái lượng DHEA trong người của mình nó bắt đầu nó giảm dần. Cái độ tuổi 25 là cái độ tuổi mà nó vẫn còn sản xuất nhiều cái lượng DHEA. Và những cái information về những cái thành phần trong những sản phẩm của Forever Be More, quý vị có thể lên mạng foreverbemore.com, quý vị có thể lấy xuống những hình ảnh của những cái ingredient là những cái thành phần trong đó và hỏi kỹ lại về với lại nhiều bác sĩ của mình. Nhưng mà of course lúc nào công ty Forever Be More cũng đứng đầu về chất lượng và về những cái thành phần này để mang đến cho quý vị những sản phẩm quý vị có thể xài mỗi ngày an tâm và có thể thấy hiệu quả nữa. So mùa hè đã đến rồi, especially trong Cali của mình. Bây giờ mình lái xe ở đâu cũng bị nắng vào hết, kẹt xe đi rước con, đi chợ cũng bị nắng vào. Thì Jennifer recommend mỗi nhà nào cũng phải có một cái bộ che nắng của KT Sunstop. Thì một bộ dày trị giá là 15 đồng và trong đó có là 2 miếng cho quý vị. Là một miếng nhỏ để cho khi mà mình lái xe mình xài và một miếng lớn để mình dùng phía sau. Thì quý vị có thể được nhiều màu để lựa chọn lắm. Và Jennifer nói về cái set che nắng này nè, Xuân Quỳnh rất là thích. Đôi khi mình cứ nghĩ là trời mà âm u là mình không có cần dùng cái miếng che nắng này trong xe đâu. Nhưng mà cái đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Bởi vì quý vị khán giả biết không, trong cái tia nắng mặt trời đó thì nó có UVA và tia UVB. Cái tia UVB á, thì mình rất là dễ nhận ra. Tại mình thấy mà trời nắng gắt là mình biết ngay là có cái tia UVB rồi. Nhưng mà ngay cả khi mà trời âm u, trời không có nắng, hoặc là ngay cả khi mà mình đi ra ngoài mình cảm thấy không có bị nóng rát tay đó, thì cái tia UVA nó vẫn ảnh hưởng đến với làn da của mình. Và nó mạnh đến nỗi mà nó có thể xuyên qua cái kính để mà ảnh hưởng vào cái làn da của mình. Do đó rất là quan trọng để khi mà mình phải che nắng nha thưa quý vị, và đặc biệt là sử dụng kem chống nắng nữa. Thì công ty Forever Be More có rất là nhiều mặt hàng để giữ gìn cái làn da quý vị trong mùa hè sắp đến. Đầu tiên là có chống nắng, có miếng che nắng nữa, và có những cái loại thực phẩm chức năng để bảo vệ làn da quý vị. Đúng rồi, quý vị khán giả biết không, khi mà mình bước vào phụ nữ á, mà họ bước vào cái quá trình mà mãn kinh đó, thì có rất là nhiều các vấn đề mà xảy đến với cơ thể của mình. Thứ nhất là mình thấy cái hệ thống miễn dịch của mình nó không còn như xưa nữa. Ngoài ra thì vấn đề mà khô âm đạo hoặc là mất ngủ về đêm, tay chân mình bị lạnh, hoặc là sáng ngủ dậy mình cảm thấy khó chịu đó. Đặc biệt hơn nữa đó là có một số bác lớn tuổi đó cũng có chia sẻ với Xuân Quỳnh đó là họ cảm thấy là khi mà họ thức dậy họ cảm thấy rất là mệt mỏi, và điều đó Xuân Quỳnh cũng thấy ở mẹ của mình nữa. Mặc dù mình đã ngủ nhiều hơn, mình không có thiếu ngủ và mình cũng ăn kỹ đầy đủ, trong cái cơ thể của mình qua một thời điểm nó không còn
nội tiết ra những cái hormone mà có thể giữ gìn cho mình khỏe trong đầu óc của mình và trong cơ thể của mình. Bởi vì vậy đó, ở theo khoa học của người Mỹ đó, họ có tạo ra những cái chất thuốc giống như DHEA để giúp những người lớn tuổi có thể có năng lượng lại. Đúng rồi, và giúp tăng cường cái trí nhớ của mình. Dạ. Và nói đến DHEA, thưa quý vị, DHEA á, nó là một cái tiền hormone, nó đã có sẵn, nó là một cái hormone có sẵn trong cơ thể của mình rồi. Dạ. Và nhưng mà sau cái độ tuổi 30 đó thì cái lượng DHEA nó bắt đầu nó giảm dần, và đến cái độ tuổi 70 thì nó chỉ còn 10% thôi. Dạ. Và như trong phần 1, Xuân Quỳnh có chia sẻ đến với quý vị, có một cái nghiên cứu đó làm có tất cả là hai nhóm, mỗi nhóm thì có 100 người, và cái nhóm mình gọi cái nhóm này là nhóm thứ nhất á. Cái nhóm thứ nhất 100 người đó đó thì được các nhà nghiên cứu khoa học đó họ cho sử dụng DHEA mỗi ngày và trong suốt 12 năm, thì sau 12 năm đó thì á, những cái người này họ vẫn khỏe mạnh, cái hệ miễn dịch của họ vẫn như xưa, trí nhớ của họ vẫn như vậy luôn, thậm chí là sức khỏe còn tốt hơn hồi trước nữa. Nhưng mà đối với cái nhóm thứ hai là chưa có bao giờ dùng DHEA đó thì 60% trong cái group đó đó là đã qua đời rồi. Thì đó, điều đó mình mới thấy là cái DHEA này á nó rất là quan trọng đối với cơ thể của mình. Và Xuân Quỳnh tin á là những cái gì mà nó đã có sẵn trong cơ thể của mình mà lúc mà mình được tạo ra đó, mà nó có sẵn trong cơ thể của mình, đó là những cái chất rất là cần thiết. Do đó đó mà để mà duy trì những cái chất đó đó thì mình phải bổ sung thêm. Nếu mà thời gian nó làm cho mình mất đi những cái chất đó, giống như collagen vậy đó Jennifer, mình phải cung cấp thêm cái chất đó cho cơ thể của mình. Thì quý vị, uống vào DHEA đó thì không phải là tự mình uống vào and then nó phát hiện trong cơ thể của mình. Nó giúp là cái cơ thể của mình bổ sung lại cái chất DHEA mình mà mình đã có sẵn tự nhiên trong cơ thể của mình. Nhưng mà tại vì mình lớn tuổi rồi, cái chất đó nó không còn đều đặn như hồi trẻ nữa. Thì khi quý vị uống vào đó trong vài ngày thôi, quý vị sẽ thấy từ từ cái sự khác biệt trong giống như cái vấn đề về sức khỏe của mình, the way mình act, mình sẽ feel more happy. Bởi vì nó giúp là cải thiện trí nhớ nè, giúp đầu óc của mình trở nên minh mẫn hơn, tăng cường trí nhớ tuổi trung niên, ngăn ngừa làm chậm đi cái quá trình lão hóa của cơ thể và kéo dài tuổi thanh xuân, đặc biệt là đối với một số phụ nữ đó mà khó có con bởi vì trứng của mình kém đó, thì nó giúp làm tăng cái chất lượng trứng trong người phụ nữ. Thưa quý vị, cái DHEA của Forever Be More đó là đầu tiên là nó không có chất sodium trong đó, là không có salt, nó không có sodium, nó là lactose free, nó là sugar free luôn. So nếu mà mình bị tiểu đường mình không có cần lo lắng, tại vì nó hoàn toàn nó không có chất đường trong đó. Và nếu mà mình ăn chay đó thì sản phẩm này nó làm từ, nó gọi là vegetable cellulose, so không có thành phần gì trong đây hết mà từ những cái thực vật. So quý vị không có cần lo lắng cái đó. Đồng thời nó cũng là preservative free, so nó không có những cái loại hóa chất để giữ gìn cái loại thuốc này. Nó là hoàn toàn nó là DHEA trong đó, so quý vị có thể an tâm mà sử dụng mỗi ngày. So một lần nữa, nó là preservative free, gluten free, sodium free, lactose free, so nó chỉ còn lại cái DHEA cho mình thôi. So quý vị nếu mà đang xài những cái loại prescription khác đó, quý vị có thể không có lần lo lắng mà xài thử. Đồng thời quý vị có thể lên mạng của foreverbeemore.com và kéo xuống những cái gọi là supplement facts đó, để quý vị đem với bác sĩ của mình để hiểu biết thêm về sản phẩm này. Như Jennifer cũng biết đó, là khi mà người phụ nữ họ bước vào cái quá trình mà mãn kinh đó thì cái lượng estrogen trong cơ thể của mình bắt đầu giảm đi. Mà Jennifer có biết không là DHEA nó chính là cái chất mà nó tạo ra cái estrogen của người phụ nữ của mình. Và estrogen, theo Jennifer biết đó, là một cái hormone mà nó là quan trọng nhất cho cơ thể của phụ nữ. Đúng rồi. Và cái việc mà mình giảm đi cái lượng estrogen đó nó cũng khiến cho cái làn da của mình nè nó khô, nó bị lão hóa nhiều hơn nữa. Thì Xuân mình nghĩ là với sự kết hợp mình uống nước uống collagen cộng với là mình sử dụng cái viên DHEA này mỗi ngày đó, thì nó giúp tăng cường cái hệ miễn dịch và đặc biệt là nó cũng chăm sóc cái làn da của mình nữa. So nếu mà quý vị đã đến một thời điểm đó trong sức khỏe của mình và trong quá trình lão hóa của mình đó, thì quý vị có thể tìm đến những cái thực phẩm chức năng của Forever Be More. Đầu tiên đó là nước uống collagen beauty drink, kế tiếp là DHEA, đồng thời công ty Forever Be More cũng có những loại thực phẩm chức năng khác, là những cái loại beauty supplements mà có thể giúp quý vị trắng sáng làn da, trị nám đầu mùa trên làn da nữa. So nếu mà quý vị muốn tư vấn và tìm hiểu thêm về những sản phẩm này, công ty Forever Be More hiện nay đã có hai chi nhánh
nhánh. Đầu tiên là ở San Jose, kế tiếp là ở Santa Ana, hoặc quý vị có thể điện qua phone để tư vấn. Số công ty đó là 888-933-7624. Xuân Quỳnh và Jennifer xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng từ khung giờ từ 6 giờ cho đến 7 giờ. Xin chào tạm biệt.